Nếu bạn đang cần một cái máy chiếu có kích thước nhỏ gọn và dễ dàng bỏ túi và mang đi bất cứ đâu nhưng không thiếu một cái tính năng nào thì Acer P3251 chính là một trong những cái lựa chọn mà bạn nên lưu ý. Cái dòng máy này ngoài các cái cổng kết nối thông thường như là HDMI này, computer này và video thì nó có thêm các cổng như RS232, USB chuẩn A chuẩn B và đặc biệt có luôn đầu đọc thẻ nhớ nha. Đó, khá là đa năng và kích thước của con này nó khá nhỏ gọn, nó chỉ cỡ như lớn hơn lòng bàn tay một chút thôi, dễ dàng có thể mang đi bất cứ đâu. Acer là một cái mẫu máy chiếu chính hãng của hãng Acer, một trong những hãng hàng đầu về công nghệ. Đây là cái hình ảnh trình chiếu từ máy Acer P3251 nha các bạn. Cái menu của nó hiển thị nó khá là rõ và sắc nét này. Dòng này thì sẽ phù hợp cho chúng ta sử dụng để thuyết trình, dạy học, thậm chí là xem phim hoặc là xem bóng đá ở những cái không gian có ánh sáng vừa và màn chiếu khoảng từ 120 inch trở lại nha các bạn. Menu nó khá thân thiện và dễ dàng sử dụng nha. Menu về tùy chờ chỉnh thông số về màu sắc hình ảnh này, về hiển thị này, menu cài đặt, menu kiểm tra, rồi các cái thông số như là audio, loa, tùy chọn cái thời gian chiếu và lựa chọn ngôn ngữ nha. Các bạn có thể check thêm thông tin trên trang web là máychiếucũ.com. Đây là một mẫu máy chiếu đã qua sử dụng, được áp dụng chế độ bảo hành 1 đổi 1.